lông mày cũ của chị thì đúng là thảm họa luôn, bởi vì là trước kia chị có sử dụng công nghệ laser cũ ấy thì nó làm sẹo, cái lông mày của chị khá là sẹo luôn, và chị đã từng làm điêu khắc rồi nhưng mà nó không lên được sợi. Đó là và khoảng tầm vài tháng thôi nó vỡ hết sợi thì nó không lên được đâu. Đấy và nó bị trổ đỏ. Vậy hôm nay thì khi mình xóa ở tại DK thì mình thấy thế nào ạ chị? Chị có gì? Cảm thấy rất là nhẹ nhàng thôi và lông mày thì còn nguyên. Có nghĩa là chị có thể đợt trước bị xóa thì chị có thể về nhà chị vẽ lông mày bình thường và đi chơi mọi thứ là bình thường luôn. Thậm chí hôm nay khi mà xóa xong mà chị làm thì chị cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đớn hay gì cả.